Hello và xin chào các anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại với Jurassic World. Thì mấy hôm nay mình đã không quay Jurassic World vì có một vấn đề về cái sự update của nó. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái Jurassic World đây. Chúng ta sẽ xem hôm nay có battle gì nha. Battle thì hôm nay chúng ta có Super Ray nhân 2 và cái con mực ống. Ok, mực ống. Chúng ta sẽ đánh Super Ray nhân 2 với con Spinoraptor. Thế này chỉ cần hai con này là ăn rồi. Quá đơn giản với cái sự kiện đầu tiên. Spinoraptor dứt điểm nó. Dứt điểm. Sự kiện này khá là dễ. Barasaura. Rồi luôn, nó hai tấn công rồi. Phong thủ à? Úi dồi ôi. Nó phong thủ làm gì nhỉ? Đằng nào nó chả chết. Với 196 điểm tấn công thì nó đánh ai? Mày này con. Mày này con. Đã rồi. Chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo. Giganocephalus. Stegoceratops. Vậy thì mình cứ cho con Spino ra thôi. Con Spino này mình thấy hợp lý khi mà fusion con Spino với cả con Utahraptor. Vì nó khá là mạnh. Ở trong cái Super Rare này thì cái con này khá là mạnh. Rồi luôn, tạm biệt nha. Tạm biệt. Ok. Super Rare nhân 3 kìa. Vẫn ba con hệ cỏ. Con này bị dở hơi à? Stegoceratops dụng. Dụng này. Nhưng mà lần này là ba cái con đã là lai gen rồi. Giganocephalus. Con này hình như lai giữa con TT và con Gigan. Hai tấn công. Rất cố gắng. Rất cố gắng. Ankylodocus. Rồi luôn. Ghê vậy. Mày chết này con. Mày chết. 18.000 máu. Đi rồi. Ok. Chúng ta được con Caprosuchus. Ủa con này unlock rồi mà. Rồi, chúng ta sẽ đến với con mực. Ui, để chiến thắng con mực thì mình phải vượt qua được tất cả các mấy con này. Ui, khỏe thế. Indominus. Ostaposaurus. Và đây đi. Nó khỏe kinh khủng ấy. Ui, 8.000 máu. 1.000 đam. Đấy là còn giảm rồi nhá. Rồi, chết tôi rồi. Một tấn công. Oh shit. Ba tấn công. Giết nó. Ăn một con. Con này đột biến gen kinh khủng luôn đấy. Sợ thật. Đây nó swap tiếp à. Mày một tấn công mày cũng không giết được tao. Ôi nhanh con lợn. À lan qua này. Ok rồi. Muốn lấy được con sứa thì chúng ta phải vượt qua bọn đột biến gen này. Quá là kinh khủng. Rồi luôn. Dụng rồi. Cái hệ nước lại khắc hệ lá lại khắc hệ nước cơ. Ở đâu? Không khắc không khắc. Hệ lá khắc hệ bay. Ok. Vụt vào mồm. Rồi sao cưng ơi. Hai tấn công. Ghê ta. Mẹ đây. Hệ lá khắc hệ bay. Metaphodon bị khắc rồi. Nhưng mà không sao. Mình sẽ tiêu diệt nó ngay bây giờ. Vả vào mồm mày. Chết rồi.
Ok. Tiếp tục. Con nước kia khỏe vậy? Tyranno Titan luôn. Mẹ. Khỏe quá à. Rồi, quất nó. Một phòng thủ. À, một lấy lượt quên. Dino Swap. Rồi, Tyranno Titan ra sân. Ủa, nó tấn công luôn. Mẹ. Để mình giết con này kìa. Để mình giết con này. Tyranno Titan. Rồi luôn. Quét ra, con quét ra là 2.900 đam cơ, kinh thế. Chết con Mechia rồi. Ủa chết rồi. Vậy là làm sao mà hai con Indominus Rex của mình có thể ăn được con nước nhỉ? Chết rồi, tính nhầm rồi. Mẹ. Giá đem này. Con nước kia tầm nó tăng đam lên nữa. Đấy, 4.000 đam. Mẹ. Cô là sao chết, thôi chết rồi. Nó cho hai tấn công là dụng. Rồi. Khó rồi. Ôi, giảm được công kích chưa? Mẹ thật. Thôi dụng rồi. À. 5 tấn công không giết nó. Rồi luôn, đứt rồi. Rồi. Chết rồi. Ok, thì mình phải chuyển đổi chiến thuật. Nó chọn hệ nước. Vẫn như này thôi. Mình cứ giá con này đầu tiên. Mày chết, gần chết cho con. Đây nó swap đi. Chuyển ra con ăn thịt. Rồi, Tyranno Titan. Phá mình một cái này đấy. Bây giờ mình vẫn giết được con Tyranno này. Tuyệt vời luôn. Mình vẫn giết được. Đó. Mày chết này. Và con hệ nước kia cũng gần đi rồi. Tuyệt vời. Quét ra, quét dùng. Rồi, quét ra một tấn công. Nó có một lượt phòng thủ à? Ôi, đúng rồi. Nó không phòng thủ. Được rồi. Anh không chết nè. Rồi luôn. Chích từ đầu quá. Mình từ từ tấn công thôi. Thôi rồi, nó muốn tấn công thì mình cũng dụng. Biết ngay mà. Phải kinh khủng ấy. Tao sẽ đánh ngay trước. Vẫn chiến thuật ý. Nhờn. Đừng giết tao mày ơi. Ơ đấy chưa. Đây phòng thủ vậy. Rồi, ui phục chết. Vẫn lấy được một con phát sau. Ok man. Giết mày luôn. To đầu. Quét ra. Ba tấn công em ơi. Hai tấn công à. Đã giết được con quét ra rồi.
năm tấn công chắc chắn chết. Mình nằm đi cho an toàn. Chết rồi con. Cô la. 5 tấn công, 5 tấn công, 5 tấn công. 2 tấn công. Nó 3 phòng thủ mình vẫn không biết có giết được nó không. Nó mà 3 phòng thủ thì mình dẹo. Đặt cược vào ván này. Mình ngay mà tôi dẹo rồi. Má thật. Thế mà nó cũng nghĩ ra được. Đùa thật à? Cola này khó là khó chịu. Khó là khá là khó chịu. Con lợn này. Con lợn này. À, không phòng thủ à. Để lượt cho lượt sau à. Mất 3 boy thôi. Chắc chắn phải mất 3 boy. 2 boy à? Bỏ này quá. À thật. Khỏe kinh khủng luôn ấy. Để mình giảm đau con này xuống. Chơi các hệ xem sao. Để bọn này nó giảm đam xuống, không đam nó kinh khủng quá. Chết con Ostabo của mình à. Ơ do thơ luôn này. Tay tao đổi cái cỏ. Đổi tiếp. Đó. Đổi cho con Tyrano rồi. Ủa chết luôn à. Ai chịu. Ok để đến lượt mình giết con Tyrano này. Đó. Tiêu diệt nó nè. Ui dồi ôi, nó có một phòng thủ chứ. Con này. Chết thì chết luôn đi để còn. Mệt ghê à. Không biết được con nào ra đây. 3. Ôi tao tính cả rồi. Đằng nào con Mechia Frodo này cũng chết rồi. Còn kiệu yêu lắm à. Thailando một dãy nữa là chết. 3 tấn công. Cố lên em ơi. Rồi chết con Tyranno luôn. Con cái hệ nước bằng đam nhau. Rồi luôn, mày tấn công cả năm là mày chết. Rồi, chúng ta đã thắng. Chúng ta đã chiến thắng rồi. Mày chết rồi con lợn. Mày láo. Thịt gen à. Yeah. Thắng rồi. Nói chung mình giảm đam đi khiến chúng nó dino swap liên tục là mình ăn. Rồi trận cuối.
10.000 máu. Khó thật đấy. Đùa. 10.000 máu ạ. Sợ thật. Mecha Fodon 7.000 đam. Ờ, khắc hệ rồi, chết con đấy rồi. Rồi luôn. May quá con này đánh một phát chưa chết. Tiếp sừng nó còn to to ấy chứ. Má thật. Đổi đêm em. Ok em ơi. Ôi, tấn công sao à? Mày nghĩ gì vậy? Rồi mày chết đi con lợn. Cô là Sturgis. Rồi, con kia ra đây. Nhìn năm đam. Ôi, ba tấn công chắc chết mất. Cho chết là giúp rồi. Đúng như lời tiên đoán luôn. Con đã bị giảm xuống 2006 rồi. Giờ nó nay sớt nay sớt 10.000 đam à 10.000 máu ạ. Cố lên em ơi. Ba tấn công đúng rồi. Bốn tấn công của Metaphodon có giết được con Pelican không? Có giết được không? Nó không phòng thủ. Chết rồi. Ha ha. Thắng rồi. Yeah. Bọn này 10.000 máu luôn, kinh thật. Rồi. Thì đợi mình thu hoạch thì chúng ta sẽ kết thúc video tại đây. Mở được con sứa rồi. Ok. Được con sứa ngon quá. Mình sắp làm xong cái nhiệm vụ thu hoạch tiền này rồi. Ok, thì để ủng hộ mình làm tiếp cái clip tiếp theo thì các anh em đừng quên nhấn like, comment ngay phía dưới và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt.